Chào mọi người nha. Hôm nay mình đi cắm mồi chạy tiếp. Bữa nay nước giật nhiều. Đây. Bỏ thùng đá luôn đem hơi nó có uổng. Đây là mồi cá mình rộng nè, cũng mấy bữa lâu lắm rồi. Hôm nay có nhu cầu mình đem cắm hết. Hôm nay cũng được tầm 60 mấy cặn. Rồi giờ lên khúc trên cắm xuống. Nay có hai chú cháu đi cắm à. Lấy bó nhỏ đấy. Còn bó lớn để xíu nữa cắm dài dài dưới kia. Cắm từ ngày khúc này đi xuống này. Lấy bó nhỏ cắm trước. Gỡ dục vô gió nè, đem đi luôn. Nè, nước giật lọt lòng suối nè mọi người. Hai cắm coi có cái lằn mấy bữa nước lớn. À, chỗ vàng vàng này toàn nước lớn lên. Tới này nè. Mấy bữa đi cắm không có gì hết. Có được mấy cá tèm nhỏ nhỏ không? Này nó được lớp luôn. Cắm sao mà mấy cành lọt trong suối ha. Quên đem rửa rồi. Lại lấy rửa. Lấy rửa cái khác. Đây mình là phần trên này cắm có mấy chỗ cũng à, xuống ngay lúc này cắm cái này nè rửa đây đó đi. Mất vô cái lỗ đó, lấy chân càng mất vô, cắm vô ngay lỗ nè, nằm đầu dính cá trời bự ngay này nè, không biết năm nay sao thôi. Lấy cái rùa chặt cái này ra, cắm đây càng này. Nè cắm nha, ngày này không có chỗ bám đâu, cắm được trường lắm. Cắm đây. Thôi mình nè, giờ cái này chừng nào mình tới giờ thăm cái mình đi thăm mình quay tiếp cho mọi người coi nha, chứ giờ lũi rừng quay cực quá, với lại nó 60 mấy cần quay lâu lắm. Đây mọi người ấy, hồi nãy mình có vô cắm trong suối hết một mớ mà trong đó rậm quá giờ không có chỗ cắm, mình ra ngoài này cắm. Đây, ngoài sông nè, đây là ngoài sông nha mọi người. Mình cắm trên này ở ngoài này chắc chừng tầm 20 mấy cần, 20-30 cần, còn trong kia cũng tầm 30 cần. Chịp dẹp cây đây, kéo lên, kéo rồi dẹp dẹp cái dẹp dẹp cái đó, dẹp sơ ra, dẹp sơ ra ấy nè, cắm ngay lắm đó được. Rồi, được rồi, cởi nó đi, đấy. Rồi, lấy cái cần cắm ngay đó luôn. Cắm đứng lên, cắm sâu sâu kìa.
này mà cắm xịt trong xíu được không? Cắm sâu sâu xuống, sâu chưa? Cắm xịt trong xíu thì dừng đứng đứng cái cần luôn. Nước này giờ cắm mấy rồi đó, được rồi. Dịp cái nó rồi. Lỡ có cá ăn đồ nó rậy vô vừa lùm nữa ấy đồ nó dự đó. Còn đó cái sợi dây á mọi người. Đó là dây dây câu cá tra nha mọi người. Nước chảy đạp mấy cái sung dây giật. Thôi đi cắm. Này tới tối mình đi thăm có gì mình quay lại cho mọi người coi nha. Giờ ấy đất quá. Đi đi dưới sông thì nó nhiều, cũng nhiều chỗ cắm nhưng mà nó sình quá, đi lúng lúng quá chừng lúng dính quá chừng dính này. Đây mọi người, đi cắm câu xong về bạn ở ngoài Bình Thuận Liên Hương nha, gửi cho được này chắc chừng ký ký mấy gì à? Này này ngoài đó kia bằng mực giấy nè, còn đây là đâu coi đó, đây này mực na. Bữa nay chắc vô mánh rồi, đi cá cắm câu mà được thêm mớ mực. Bây giờ cũng 7 giờ nha mọi người. Bây giờ hai chú cháu mình đi cắm câu thôi. Coi được có em nào không. Chiều cắm đến đây được 30 mấy cần. Ra ngoài sông được chắc 20 mấy cần. Ngoài trong suối này mình không bảo đảm. Ngoài sông thì không nhiều thì cũng ít thôi. Chiều đằng kia đâu cắm không? Cắm tay không? Cắm lăng này. Gì vậy? Nó giật quá chừng ló cá luôn à. Giật dữ à. À ló cá rồi hết à. Ló cần à. Ở ngoài sông chắc giật dữ à. Rồi kiểu này chắc không có à. Nói chừng nào có mình quay cho mọi người coi nha. Cá nó ló nó gồ hết luôn. Này, bên này hay bên này mình dời xuống cằn, bên này dính còn cái thuyền. Cái thuyền dính bánh. Để qua coi. Cái thuyền tiền kết. Cũng có ăn ui. Như năm nay nó cá lăng nó không có hay sao. Cái thuyền kết. Thuyền kết. Kia hết màu này dính được tiền kết. Tiền kết hay tiền bầu giật nhẹ thôi không giả lại tiền bầu. Ôi nhìn nè, hai câu hai lưỡi nha mọi người, lưỡi trong lưỡi ngoài dính này. Này thôi, này tiền bầu tưởng tiền kết đấy chứ, tiền bầu bự không cầm tay rồi. Nước giật quá nó ló ấy, cá sao mà nó hết mồi mà không thấy, cứ hết mồi mà không thấy dính. Đây lưỡi nó hết mồi luôn rồi, hết mồi nó không dính. nước giật quá, ếch nó vô ăn luôn nè mọi người. Đây nó ăn ếch nè,
nó cặn dính ít trong phao để dân cháu xuống bắt ít chập ra chập bá luôn. Ê chưa ghét bắt ngon con cá mồi đem xuống móc luôn, nước giật quá cái cá nằm gò vừa tầm ăn đó, nó lỡ nó ăn dính luôn, dính được chừng như vừa mỏ à, xuôi nhảy 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 hai lưỡi dính nhảy quá cũng dính vừa cái giò nó nữa toàn ở thô hoảng hồi luôn ở chà bá luôn nhảy ha toàn ớt nè ớt ngáo 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 muốn bằng cầm tay mình luôn à, bằng cầm tay luôn chứ muốn gì hả ấy là ra gỡ ra cột cột eo ớt nó lại đi cá ăn quá chừng luôn mà nước giật ăn lấm bấm luôn mà nước giật quá rồi gỡ hồn ớt ấy mình móc kia lưỡi mình cắm cái đây mình có bắt được con tôm nha mọi người, đừng bóp bóp dễ chết con tôm thôi mình nè thả nó bò đi chạy 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 đâu chạy gò nó chạy như không thả nó mấy con bắt con đó ấy nhà nước phạt bằng mấy chục triệu không vì có miếng ăn mà mấy chục triệu bạc mình đi thăm câu ăn cá chắc ăn trời ơi cầu nằm gò hết à. Nó giật xuống nước sông nó giật quá chừng à, nước giật quá đi thăm mình giờ không nó mệt đây này nó có tiêu y ớt dính ớt dính ớt nữa nè hả đâu dính ếch rồi á à, ếch này nhỏ hơn ếch nãy à, cũng dính giò dính ấy nè à, cũng dính giò dính mỏ thôi à, để em giặt xuống về dọn cái chỗ này trống trống móc móc thả cái ếch này nhỏ hơn ếch nãy rồi với nãy chụp được con nhỏ nữa là ba con hai con với con kia nhỏ quá mình không có cột để luôn trong thùng thả như trâu mà ngay cắm lại nước giật lẹ quá mà nằm câu nằm gò hết rồi. Như đây là đây, nồi canh chua ngon lành nè, đây còn mấy căn nữa nước giật lẹ quá không có cá cá nào vô ăn kịp như cái lưỡi nó nằm sát sát cái ếch nó lại nó gặp ăn rồi chắc cũng tiêu giờ cái cần này ra cơ. Hôm nay mình lên kia nó có không ơi. Rồi. Ngoài xong là tới quốc luôn rồi. Nước giật lẹ quá mà. Ồ.
căn kia hết mồi mà không dính. Cá không thấy đâu, làm được hang ếch cũng trọng nhưng con ếch nhỏ nằm trong, nhưng con cá tràng bầu này cũng được, cũng bự. Thôi video của mình nè, tới đây kết thúc nha mọi người. Mọi người có thấy hay và hãy đăng ký và chia sẻ kênh giùm mình nhé. Đây được hai con, cột từ trong suối ra đây cái giò đổ ao. Còn mồi không? Mới móc hả?